Thứ tư lễ cho. Lời Chúa: Khi bố thí, đừng có khu chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Lời Cha bề trên tiên khởi: Áo sống mình có phép dùng thì phải giữ cho cẩn thận, đừng vô ý vô tứ mà để cho nó phải hư hao vô ích. Suy niệm: Thiên Chúa dẫn chúng ta đi qua sa mạc đến tự do. Chủ đề của sứ điệp mùa chay năm nay mời gọi mỗi người chúng ta cùng bước vào sa mạc với Chúa bằng thứ tư lễ cho, để nhắc nhở cho chúng ta về thân phận cát bụi của mình và nhớ rằng chúng ta thuộc về Chúa. Cuộc đời của chúng ta ở trong tay Chúa. Cầu nguyện, ăn chay, bố thí vẫn là những thực hành đạo đức mà chúng ta thường làm trong mùa chay thánh. Nhưng quan trọng hơn là giá trị tinh thần của lòng sám hối trở về. Để thực sự được tự do trong tình yêu Thiên Chúa, cần can đảm để được Thiên Chúa dẫn vào sa mạc, hầu canh tân đổi mới các mối tương quan. Cầu nguyện là làm mới lại trong tương quan với Thiên Chúa. Bố thí làm mới lại tương quan với tha nhân. Ăn chay làm mới lại tương quan với chính mình. Ba triệu kích làm nên đời sống thánh thiện và dẫn chúng ta bước vào sự tự do đích thực của con cái Chúa. Chúng ta hãy thực hành những việc làm này trong sự khiêm tốn, âm thầm và kín đáo, không khoe khoang cũng đừng kiêu ngạo. Vì tất cả những gì chúng ta phục vụ là phục vụ cho chính Chúa. Lời Cha bề trên khuyên dạy: Chúng ta hãy biết trân quý từ những cái nhỏ nhất, không phung phí trong việc sử dụng đồ dùng chung cũng như cá nhân. Nhân đức nghèo khó giúp chúng ta vui lòng đón nhận mọi sự từ nơi Thiên Chúa và dâng tất cả về lại cho người. Chúng ta có là gì cũng nhờ ơn Thiên Chúa. Khởi đầu mùa chay thánh giúp chúng ta xác tín về chính con người mình thật mỏng giòn, yếu đuối và dễ xa trước cám dỗ. Chúng ta hãy bắt đầu lại mỗi ngày. Lạy Chúa, xin dẫn chúng con bước vào sa mạc với Chúa, để con tim của chúng con được tự do trong Chúa, tự do trước những gì là tinh thần thế gian. Bởi lẽ theo tự nhiên, chúng con yêu chuộng dáng vẻ bên ngoài. Chúng con làm việc tốt cũng muốn cho mọi người biết đến, hay những thành công trong cộng đoàn, chúng con muốn được chị em ca tụng. Lạy Chúa, trong suốt mùa chay thánh, xin Chúa hãy nhắc nhở chúng con, kéo chúng con về để chúng con biết thành tâm sửa đổi, trở nên con người mới. Con Đức Mẹ vô nhiễm vui sống. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau vui sống nét đẹp của người nữ tu Con Đức Mẹ vô nhiễm, theo lời của Cha bề trên tiên khởi, là hãy gìn giữ đồ dùng của mình cách cẩn thận và trân trọng nó từ những vật dụng nhỏ nhặt nhất. Đó cũng là điều mời gọi chị em chúng ta không nên sử dụng lãng phí bất cứ điều gì. Hãy sống tinh thần của người nghèo để chúng ta biết cảm thông và chia sẻ với họ.